Thưa quý vị, hiện tại nhà xe đang ở chùa Bái Đính. Điểm tiếp theo của đoàn hiện tại bây giờ thì rất nhiều xe, các phương tiện đổ xô về Bái Đính rất là đông. Vâng. Các bác có thể nhìn thấy bãi xe thì có thể đoán ngay được cái chương trình lễ hội năm 2024 đông như thế nào. Rồi, các bác nhìn đây nè. Đông như thế này. Xe là xếp là chật ních hết. Chật ních. Hành trình 2024 nha. Vâng. Đông, có thể buổi chiều nay có thể mưa và thời tiết rất là mát. Đồng vỡ trận, các bãi xe là chật cứng hết. Nhân dịp đầu năm bà con đi lễ xin lộc xin tài cũng như là tham quan vãng cảnh luôn. Và nhà xe vừa di chuyển ở bên quên bên Tràng An sang bên địa phận khu Bãi Đính, điểm tiếp theo của đoàn. Và bây giờ buổi chiều thì thời tiết rất là mát, cũng như quý khách ở khắp mọi nơi đổ xô vào đây. Nhà xe chỉ quay ở ngoài bến bến xe thôi chứ không có vào trong vì đi rất là mỏi chân. Đó. Ồ, có điện thoại rồi. Đấy, lại điện thoại. Đông lắm. Thank you.